Cái ông thường khi mà coi như không biết ở đâu á, cứ nửa đêm là tối là tới nó vẽ coi như là nó nào làm tùm lum tà la như thế này, rồi ai bôi số bôi lại rồi có người tới vẽ tiếp đó, như bức tranh đó đó, vẽ kiểu này cái mình chẳng hiểu là cái kiểu cọ như thế nào mà không biết cái ai á, đám này đám nào mình không hiểu nữa, mà nó có hoa văn lắm, tay nó hoa có văn mình không thấy, nó làm như vẽ bữa đêm không à, nó vẽ theo cái chiều tối, không có mình ở đây. Thường khi tôi ở đây là coi như là từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều, giờ này là dọn hàng rồi đó, mấy chục năm ở đây đấy mà không thấy những người mà vẽ như thế này, nó vẽ đâu có vẽ bữa đêm ấy, nó làm theo cái giờ mà mình không có mình ở đây, có tôi cũng phản ảnh ngay đó, coi như đó nó vẽ tán lạng sờ ngầu, vẽ coi như là thấy nó không có hay ho vào đó thôi. Có một số là vẽ rồi bôi rồi xóa, có những người ở phường xuống xóa lấy này lấy kia gà.